Tối qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 là trường hợp đã được cách ly tập trung từ trước. Trường hợp này có địa chỉ ở thôn Duyên Linh, xã Đông Đinh, huyện Khoái Châu, là trường hợp F1 của bệnh nhân 3.168 đã được cách ly tập trung từ ngày 7 tháng 5. Ngoài ra còn ghi nhận một trường hợp tái dương tính ở thôn Quế Lâm, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử. Đây là trường hợp nhập cảnh ghi nhận ca bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh được công bố khỏi bệnh và xuất viện về cách ly tại nơi cư trú từ ngày 13 tháng 5. Như vậy, đến nay tỉnh Hưng Yên ghi nhận 37 bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó, 7 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 30 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.